hình thức hát bài đi, hát cái bài gì đó. Sao này nó trơn với người ta. Bài gì đó, mình bỏ hát bài gì quên rồi Đức. Bỏ hát bài gì hay quá trời. Thấy không? Cái đó đậu chè rồi đúng không? Đậu chè rồi. Chơi. Thanh bài ngon. Thanh bài. Cái tóc cho giới showbiz không anh? Không nhiều vô, nhiều không không vô nhé. 5 tỷ lệ 1 năm đó nha. Một mấy? 5 6 gì? 6 ăn không? 4 kia hả? 4 kia không, 5 1 á. Cái vấn đề là hồng nhiều lắm. Hồng nhiều lắm. Anh thích màu hồng nhiều à? Giờ ông đâu nói gì nữa. Đây giờ nó ngồi mẹ. Giờ nó sẽ ra hồng nhiều hơn ha. Vẫn đẹp. Suốt ở đây vậy á, anh về anh gọi vài lần nó ra hồng đẹp luôn.
Nóng quá. Nóng quá mấy em ơi. Kéo kéo cái đâu cái quần của nó đây. Còn nó lấy cái gọi nó tẩy tóc và nó hưởng mình nó một cái quạt này là lúc đó á. Cái người không cần nó thì hay quá buồn ơi. Rồi em giúp anh cái này, không mới xảy ra sáng nay nữa. Để lâu nó phải. Ừ. Phải để đúng giờ, phải đúng giờ. Bao giờ? Mọi người ơi. Trời ơi. À anh giờ. Ô tô 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 trời ha. Ô tô tô. Có mưa đâu mà hết. À ống sắt rồi đó. Ống sắt. Đừng cho lạ. Chỗ mưa nó đâu hết rồi. À thôi em. Sao không em thấy nó. Chứ bởi rồi đó. Tóc của người đó muốn cao hơn đây. Kiểu cái chớ. Buồn sầu. Buồn sầu lòng. Em mới cứ dạy một con cao vậy. Dài chứ. Nó từ trên đầu xuống. Dùng cắt ngang. Sân mỏng. Lạm phát ngang chớp, cho chớp đi chủ quán. Chủ chớp. À, lạm phát ngang đáng đi chủ chớp. Thằng mặt lờ, bạn em bắt cái nó. Mất dậy nhá. Nó biết em cắt tóc qua quả bưởi nó chọc quá. Hoặc là cái mặt bố bạn. Thằng bên dậy nhá. Đi bắt già. Máy yếu như vậy. Chó nó sẽ. Hả? Vừa sấy vừa lại cái bọc hồng tự nhiên cho nó luôn. Hoặc là lấy cái cây trẻ thấy nó không? Thấy từ tầng một vòng hai bên. Nhưng mà cái này thấy cái gì? Kéo lại đây nè. Đấy là mấy anh
Thái vừa thực hiện chưa có qua sấy chải hoặc tỉa gì nha các bạn, nhưng mà tại vì tóc của mẫu đẹp quá và mình mẫu xinh quá chứ không phải là tại vì thợ giỏi quá. Nếu các bạn hỏi kỹ thì là sẽ trả lời là tại vì thợ giỏi quá. Em ở nhà gội đầu lên rồi sấy khô là như vậy. Hay là nó bị không có bị gì hết. Anh là cắt tóc là không có. Rồi lấy khăn trần, lấy khăn trần. Như người thần mỗi ngày quá này. Nhà nó ở trên trời á. Đời xanh á. Thầy nãy đây vô đây nói là cái gì? Trang của anh không quảng cáo đúng không? Không. Sao chạy quảng cáo cho nhiều người biết tới? Bây giờ anh mới bắt đầu chạy nè. Giờ anh mới biết học, mới biết đến ngày trước anh chưa biết đến. À, tự học tự chạy? Không, anh đâu có... Chưa người chạy chứ? À, mấy bạn chạy giùm anh chứ anh không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếu mà cắt theo phân độ da đầu thì chắc nó dựng lên thôi. Ừ. Trên nóc. Để anh nên để máy dài hay là máy quả bưởi? Máy này trước 2018 luôn. Chưa. Đẹp, đẹp. Không. Anh đảm bảo luôn, thế ra đường ai chơi xấu ra đây. Là có anh liên dàn kia. Tại người mẫu này xinh để cái máy gì nữa cũng xinh. Để con máy người ta đâu nhìn vô tóc rồi, ta chỉ nhìn vô gương mặt cho em đẹp thôi. Hay. Thôi đừng cắt má, đừng má dạy. Thay anh thử ướm rồi thôi anh kia đó. Cắt ra xinh lắm. Cắt ra. Cái phần mái đó nó sẽ đi như này nè. Đẹp không? À, mày xéo hả? Không, đi đây nè. Nó nằm vị trí này nè. Cao này nè. Thì cái máy thật chính của mình nó vẫn nằm trong này. Cái này là gì? Thu hút. Tao sẽ thu hút người nhìn nha. Tức là còn lại cái máy này nó vẫn tối nha. Anh cắt thử, anh xem nó cái nào. Không thử anh, cắt rồi là không có lấy lại được. Anh nhìn nè, à. À, đúng không? Dạ. Cái này nó không phải là một cái máy chính, nó chính tẩy. Đúng, chính xác, chắc phải vậy thì. Thì cái mặt mình để như vậy nó tối đi cái mặt mình nữa. Nha. Là ý là để mà máy ngang này là mặt bị tối đi đúng không? Đúng rồi. Tức là em như đó, vậy là càng tối nữa. Tối hả? Ừ. Tối lắm. Cái máy đó nó phải tạo sự thu hút, cá tính để em lên. Chắc điện thoại em đã bị khen từ đó rồi, không lấy mặt không xem. Tức là nó chỉ là một cái máy phụ nhỏ, nó không có nằm ở nhiều của em. Vô trang là cái người trang. Trần Bách bạn em hả? Tự tưng lên. Mình vẫn sơn vô trong để cái máy dài này mà. Chính xác. Bữa em đi cũng em đi làm tóc á, các anh chưa cũng nói em kiểu vậy rồi mà em chưa hết. Giờ từ nay mình phải thương hiệu thương hiệu ra một cái này. Chuyện mới thương hiệu. Em biết rồi, máy dạy như cắt lên nhìn nó ngủ lắm anh. Đúng, ngủ. Nó ngủ. Đúng rồi. Em biết rồi. Nó ngủ. Nhưng mà cái ngủ đó mới là cái nghệ thuật của em á. Để cái này anh biết, em biết sao nó hay rất nó cảm giác như nó tối luôn mặt mình đi. Biết sao? Đẹp, rất khó luôn là vẫn thấy được mặt, vẫn sửa chữa được mặt. Vì cách hay lắm, tại vì gương mặt bạn nhỏ nhỏ nó sẽ tạo cho bạn sáng như mặt trời hơn nhiều. Giờ mình hỏi cho nó đi nha. Dạ. Giờ các bạn thấy cái mẫu này nên cắt máy hay là để máy à? Sao tùy anh cũng được ạ. À? Hả? Sao cũng được. Thanh Lâm. Cho người mẫu một... giấu vô trong được mà, nếu mà được, không có thì giấu vô trong được. Ok, quyết định ha. Được, ngắn quá là không được, phải dài, lộn dài quá là không được, đẹp, nó lỡ cỡ. Thế người ta gọi là nửa mùa á. À, anh lấy thử vài trọng rồi anh sẽ lấy thêm cho xem nha. Ít thì có gì em còn lấy được nè. Ví dụ mình cắt trước này okay. Trước cho em. Cái tóc thì là
Mà em nghe nam cảnh. Mà em cưới hả? Chắc em đi chung với anh luôn hay gì không biết. Dạ dạ rồi, okay. Sáng mai mấy giờ đi anh? Để em gọi xong mình cắt cho mấy con vô một cuộc. Dạ rồi, rồi, ok. Mai bắt nó cứ kêu em như cắt quả bưởi đi. Quả bưởi cũng đẹp. Rồi, sẵn sàng cho em, sẵn sàng cho em. Thấy luôn sắp đi dùng nhà đây chưa? Hello, Mỹ Cưng. Đâu, chào, màu này đâu phải là màu hello cái tu đâu. Hello, Mỹ Cưng. Hello, Mỹ Cưng. Thôi, cắt thêm miếng nữa. Không, nó đẹp. Mà em chắc em phải là cho nó ngắn như, cho nó dài dài như vậy này, nhìn nó dễ thương hơn. Vậy là máy thưa. Chứ nó không có tạo cá tính. Nó tạo được sự dễ thương. Quyến rũ. Trời. Dễ thương không? Dễ thương chưa đủ mà. Không. Dễ dũ. Gần 30 tuổi rồi. Cái gì? Em là 30 hả? Gần thôi anh, 2 năm nữa. Ủa sao trẻ quá chị. Còn mới vào anh tưởng em 18-19 tuổi rồi. Em là 6 tuổi. Xạo hả? Này là xạo chắc rồi là. Cái thằng cao này xạo đúng không? Ô lửa ta. Nó nói là hai màu mục tiêu chính là gì là phải đạt được màu mỗi nhà cứ chọi mấy con nó không rồi. À em đang ăn cắt thôi. Hello, tôi về theo cảm nhận của anh hàng. Những người mới đẻ nữa à? Gà đã làm mấy thưa rồi. Ẩm dịa. Thất ẩm nó đẹp. 15 tuổi. Mấy thưa rồi là trẻ quá. Trẻ quá. Mới đầu anh cứ chồng nó không có chuẩn học như vậy. Mấy thưa trẻ quá em ơi. Sao? Biết ai không muốn em trẻ, muốn em già. Không có lặng lặng hơn một tí. Dạ, ngắn hơn chứ đúng không? Đúng rồi. Dạ, ngắn là sẽ qua. Ngắn ngang cũng được. Ok. Ngắn ngang. Thì sao cũng được. Đó. Đi thôi nha. Đi vô đây thôi nha. Đừng lấy của em. Đừng lấy đầu em ra làm đi. Ok. Rồi, con lấy thêm nữa nha. Con lấy thêm. Chọc. Bạn nào lấy cho bản thân
Để em ấy kìa. Anh Anh. Đúng không? Đúng đó Anh ơi. Đá mấy chân này là xuống vô viện. Đang tính xin vô cửa hàng Hello Kitty bán mà. Bán dấu. Ê, nó đang đi trồng đi vô viện cái này ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi. Đang dành sân của anh kéo là ngủ luôn. Màu này mới ra đường. Không, nó lập được mấy cơ sở. Cơ sở là hay quá anh Quốc ơi. Hay quá anh Quốc. Anh này chắc vừa đào tạo hớt tóc vừa đào tạo nói chuyện luôn á. Quá anh Quốc ơi. Quá anh Quốc ơi. Anh thích cái anh Quốc nói chuyện nghe không hết. Hay thầy ơi. Hay quá thầy Quốc. Đúng rồi, phải chen với thầy ruột đó. Đi quá thầy ruột đó. Xíu lên xong rồi bạn một đây. Đó. Quá đẹp chiều đấy. Chị đi không phải nữa, cỡ nào cũng chịu phải không phải nữa nha. Nó sai sai thì sao? Sai sao? Vợ lắm
xinh luôn rồi. Rồi, đây là một bóc để đã thực hiện. Quan trọng không biết đúng sai, chỉ có hợp hay không hợp mà thôi. Và cũng không ai được quyền nói tôi cách sai hay đúng. Chỉ được, chỉ có mẫu tóc mới được quyền nói mà thôi. Có thầy thì nếu sao mình thầy là thầy ăn xanh rồi. À cái đó thì ăn xanh nhiều nha. Nhiều lắm thầy. Ừ, rồi ăn xanh rất là ghê. Mẹ thầy, thầy. 3 số 7 là nó sao thầy? Hả? 3 số 7. 3 số 7 nào vậy? 3 số 7 có mình. Rồi. Không mình đâu. Phú Yên hả? Phú Yên là gần. Ủa này thầy, đây là bộ tóc mới vừa cần biết là hợp với người mẫu. Nói được thuốc thọ sát đây nè, mười nè. Quyền quát rồi thôi. Đó, đàn ông quốc. Cái nào vậy? Các bạn nhé. Rồi. Quốc là sát bên.